chợ dân sinh là nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Thực tế, ở một số địa phương cho thấy các ca bệnh liên quan đến chợ tạo thành những ổ dịch phức tạp cả về số lượng ca bệnh phát sinh, lẫn việc truy vết, khoanh vùng. Chính vì vậy mà nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo COVID-19 tại các khu vực chợ dân sinh. Ghi nhận của nhà phóng viên. Chợ Hà Đông là một trong những chợ dân sinh lớn nhất trên địa bàn quận. Trước thời điểm dịch bệnh, mỗi ngày khoảng 400 đến 500 người dân đến đây để mua bán nhu yếu phẩm. Từ thời điểm giãn cách xã hội đến nay, con số này giảm xuống còn khoảng 200 người. Để kiểm soát dịch bệnh, mọi người dân khi đến chợ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế ngay tại cổng vào. Trong khu vực chợ, các thành viên của ban quản lý cũng được bố trí trực ở nhiều vị trí để nhắc nhở người dân đảm bảo giãn cách. Khu sân chợ thì là cứ cách một đoạn khoảng là lại có một người ban quản lý đứng để nhắc nhở là giãn cách. Cái thứ hai là các lối ra vào trong chợ là có người phân luồng, đi theo một luồng. Hiện quận Hà Đông cũng đang triển khai việc phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày. Thời gian đi chợ có thể từ 2 đến 3 ngày một lần và chỉ được sử dụng một lần. Phường thì sẽ ban hành mẫu phiếu và gửi cho các hộ gia đình ở trên địa bàn. Còn thời gian đi chợ thì có thể là 2 ngày hoặc 3 ngày một lần. Và mẫu phiếu đó thì chỉ được sử dụng một lần thôi. Hiện nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái hướng dẫn cụ thể của Sở Công Thương về mẫu phiếu, mà chúng tôi căn cứ trên cái hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản 5858, thì trong cái hướng dẫn đó thì có cái mẫu phiếu rồi. Chợ Bách Khoa thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các tiểu thương ở đây đã chủ động tự bỏ kinh phí để lắp các tấm chắn. Để đảm bảo không tập trung đông người, Ủy ban dân phường này cũng đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên. Chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc giãn cách là những cái hộ kinh doanh không thiết yếu nghỉ thì và sẽ phân ra cho các cái hộ kinh doanh mà kinh doanh mặt hàng thiết yếu ở tại các cái địa điểm đó để đảm bảo được cái việc giãn cách. Và thứ hai là cái việc chắn ni lông như thế thì cũng có cái giảm tải về cái công tác đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, tại chợ Nhật Tân, thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, từ ngày 27 tháng 7 đến nay, để giảm lượng người đến chợ, đảm bảo giãn cách, Ủy ban nhân dân phường đã phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ và theo khung giờ nhất định. Qua cái việc phát thẻ cho người dân trên địa bàn phường thì được người dân có sự đồng thuận rất cao trong cái việc này và cũng hưởng ứng cái việc đó và thực hiện cái việc giãn cách xã hội theo đúng như chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố để hạn chế việc thấp nhất lây lan dịch bệnh COVID trong thời điểm này. Từ sáng nay 29 tháng 7, phường này đã áp dụng phát phiếu đi chợ 3 ngày một lần cho người dân. Vâng, thưa các bạn, mỗi người dân trên địa bàn phường Nhật Tân khi mà đi chợ thì sẽ được sử dụng những mẫu phiếu như thế này. Mẫu phiếu này chỉ sử dụng một lần và mỗi hộ dân sẽ được phát phiếu để đi chợ 3 ngày một lần. Trên mẫu phiếu này thì sẽ có những thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Và theo lực lượng chức năng thì với những cái thông tin này thì công tác truy vết sẽ dễ dàng hơn khi mà không may ở chợ có những trường hợp F0. Đây là mẫu phiếu của Sở Công Thương thành phố Hà Nội sẽ áp dụng trên toàn địa bàn thành phố. Từ ngày hôm nay, các quận huyện sẽ triển khai để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, không lãng phí thời gian vàng 15 ngày thực hiện giãn cách. Đi tăng cường hơn nữa cái kiểm soát và sở ngành có yêu cầu là có cái hướng dẫn kịp thời, ví dụ như là đối với an toàn cho chợ dân sinh, chợ đầu mối, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vân vân. Thì còn phải siết chặt và tăng cường thêm một cái bước. Các chị nói đều phải hiện cả ba tại chỗ rồi một cung đường hai điểm đến vân vân rồi, nhưng mà thực tiễn là nó sẽ sinh động và khác nhau rồi đấy. Miễn là làm sao kiểm soát được cái tình hình này và đảm bảo an toàn là thực hiện. Được biết, hiện Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hóa bình ổn giá và hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa. Hà Nội hiện cũng bố trí 1.920 địa điểm tại các quận huyện làm kho dự trữ hàng, mở thêm điểm bán hàng cố định và điểm bán hàng lưu động khi cần thiết.